Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin toàn cảnh trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, tham khảo tử vi 12 con giáp năm 2024 là một trong những thói quen của nhiều người trong những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới. Thông qua đó, mọi người có thể biết được công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên của mỗi tuổi. Trong năm giáp thìn 2024, tử vi 12 con giáp sẽ có những điều bất ngờ gì? Dưới đây là dự đoán vận mệnh của 12 con giáp trong năm 2024 mà quý vị có thể tham khảo. 1. Con giáp tuổi Tý nhiều may mắn. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, bước sang năm mới, người tuổi Tý sẽ đón nhận một làn sóng may mắn. Trong sự nghiệp, con giáp này sẽ gặp được những người cao thượng giúp đỡ mình. Mọi vấn đề trong công việc đều có thể được giải quyết suôn sẻ. Ngoài ra, vận may tài chính của họ cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là về mặt đầu tư. Và người tuổi Tý có thể đạt được những lợi ích bất ngờ. Về tình cảm, con giáp tuổi Tý độc thân có cơ hội gặp được người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tháng tốt âm lịch trong năm của người tuổi Tý gồm tháng 7 và tháng 10, có thể mua đất xây nhà hoặc làm những chuyện hệ trọng trong các tháng này. Trong năm 2024, người tuổi Tý cũng nên chú ý những tháng xấu âm lịch gồm tháng 2, tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 nên cẩn thận những tháng xấu, không nên mua mặt bằng buôn bán trong thời gian này. 2. Con giáp tuổi Sửu đối mặt với thử thách. Theo tử vi 12 con giáp, năm 2024 sẽ là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Sửu. Về sự nghiệp, họ có thể gặp một số khó khăn trong công việc, nhưng chỉ cần con giáp này duy trì thái độ lạc quan và tích cực thì những khó khăn này cuối cùng sẽ được giải quyết. Về vận may tài chính, Người tuổi Sửu có thể cảm thấy hơi lo lắng nên lập kế hoạch tài chính trước để tránh những chi phí không cần thiết. Về tình cảm, con giáp tuổi Sửu đã kết hôn cần phải kiên nhẫn hơn để tránh xảy ra mâu thuẫn với bạn đời. Tháng tốt âm lịch gồm tháng 4, tháng 6, tháng 10, nếu mưu cầu công việc, bắt đầu khởi nghiệp có thể trong các tháng này. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 2, tháng 3, tháng 7, tháng 11 và tháng 12 nên cẩn trọng mọi việc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe. 3. Con giáp tuổi dần, cơ hội và thách thức cùng tồn tại. Sự nghiệp và tài chính sẽ có rất nhiều thách thức cho tuổi dần trong năm 2024, nhưng năm nay là cơ hội để tuổi dần có thể mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi dần cần đầu tư cẩn thận, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Trong sự nghiệp, họ có thể có nhiều cơ hội mới nhưng cũng sẽ gặp một số thách thức. Chỉ cần con giáp này dũng cảm đối mặt với nó, cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Về tình cảm, con giáp tuổi dần độc thân có thể gặp được người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tháng tốt âm lịch gồm tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 11. Có thể tận dụng những tháng tốt để bắt đầu kinh doanh hay là mua nhà đất. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 4, tháng 9 và tháng 12. Cần cẩn trọng các tháng cuối năm nên hạn chế mâu thuẫn và nhường nhịn trong thời điểm này. 4. Con giáp tuổi mão, thuận buồm, xuôi gió Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, bước sang năm mới, vận mệnh chung của người tuổi mão sẽ tương đối suôn sẻ. Về mặt sự nghiệp, họ sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và được đồng nghiệp ủng hộ. Mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi mão có vận may đầu tư tốt, có thể tăng cường đầu tư một cách hợp lý nhưng không gặp quá nhiều rủi ro. Về mặt tình cảm, con giáp tuổi Mão đã lập gia đình có mối quan hệ ổn định, gia đình hạnh phúc nhưng cần quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tình cảm của bạn đời. Tháng tốt âm lịch trong năm 2024 của người tuổi Mão gồm tháng 2, tháng 6 và tháng 10, trong khi đó tháng xấu âm lịch gồm tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 11. Trong các tháng xấu cần phải cẩn thận với sức khỏe của bản thân. Năm, con giáp tuổi thìn, nhiều thử thách. Năm 2024 sẽ là một năm đầy thử thách đối với những người sinh năm thìn. Trong sự nghiệp, họ có thể gặp một số khó khăn và thất bại. Con giáp này cần duy trì thái độ tích cực và dũng cảm đối mặt với chúng. Về mặt may mắn về tài chính, người tuổi thìn cần quản lý tài sản cẩn thận, có thể đầu tư hợp lý nhưng cần kiểm soát rủi ro và tránh đầu tư mù quáng. Về tình cảm, con giáp tuổi thìn cần quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của đối phương và tăng cường tương tác để tránh hiểu lầm, cãi cọ. Tháng tốt âm lịch cho tuổi thìn là tháng 5, tháng 6 và tháng 8. Trong khi đó, tháng xấu âm lịch gồm tháng 2, tháng 4, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. 6. Con giáp tuổi tỵ tình cảm ngọt ngào. Theo tử vi 12 con giáp, năm 2024, người tuổi tỵ sẽ gặp nhiều may mắn. Trong sự nghiệp, họ sẽ gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời, Mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ, ngoài ra, vẫn may tài chính của người tuổi Tỵ cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là về mặt đầu tư và người tuổi Tỵ có thể đạt được những lợi ích bất ngờ. Về tình cảm, con giáp tuổi Tỵ còn độc thân có cơ hội gặp được người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, để gặp được người mình thích, con giáp này nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và mở rộng mối quan hệ giữa các cá nhân. Tháng tốt âm lịch gồm tháng 1, tháng 3 tháng 8 và tháng 11. Trong những tháng này, tuổi tỵ có thể tận dụng để mua bán nhà đất hay sang nhượng mặt bằng khởi nghiệp. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 10, nên cẩn thận về sức khỏe, tài lộc, đặc biệt là trong việc chi tiêu. 7. Con giáp tuổi ngọ, cơ hội đi liền với thách thức. Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm ngọ sẽ phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức trong năm 2024. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có nhiều cơ hội mới, nhưng cũng sẽ gặp phải một số thách thức. Chỉ cần họ dũng cảm đối mặt với nó, cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi ngọ cần đầu tư thận trọng, tránh chạy theo trào lưu một cách mù quáng. Về tình cảm, người tuổi ngọ đã kết hôn cần chú ý đến việc giao tiếp để tránh xảy ra mâu thuẫn với bạn đời. Tháng tốt trong âm lịch là tháng 2, tháng 3, tháng 10 và tháng xấu trong âm lịch gồm tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11. 8. Con giáp tuổi mùi, đối mặt với thử thách. Năm 2024 sẽ là một năm đầy thử thách với những người tuổi mùi. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể gặp một số khó khăn và thất bại. Họ cần duy trì thái độ tích cực và dũng cảm đối mặt với chúng. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi mùi cần quản lý tài chính cẩn thận và tránh những khoản đầu tư mù quáng. Về tình cảm, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình, bạn đời, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhiều hơn. Những chú dê độc thân cũng nên dũng cảm theo đuổi những người mình thích và đừng ngại ngùng. Tháng tốt âm lịch dành cho tuổi mùi trong năm 2024, gồm tháng 6, tháng 8 và tháng 10. Hãy tận dụng những tháng tốt để làm ăn và gia đạo. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 tháng xấu nên thận trọng về sức khỏe. 9. Con giáp tuổi thân, thuận buồm xuôi gió. Theo tử vi 12 con giáp, bước sang năm mới, vận mệnh chung của người tuổi thân sẽ tương đối suôn sẻ. Về mặt sự nghiệp, người tuổi thân sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và được đồng nghiệp ủng hộ, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Về mặt may mắn về tài chính, người tuổi thân có vận may đầu tư tốt và có thể tăng cường đầu tư một cách hợp lý, nhưng không gặp quá nhiều rủi ro về tình cảm, con sắp này nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn đời, đồng thời quản lý các mối quan hệ của mình một cách cẩn thận. Khỉ độc thân nên thể hiện sự quyến rũ của bản thân và thu hút người khác giới. Tháng tốt âm lịch gồm tháng 2 và tháng 6, nếu buôn bán kinh doanh thì đây là các tháng rất thích hợp cho tuổi thân khai trương. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Trong các tháng xấu của tuổi thân cần phải thật sự chú ý đến sức khỏe và gia đạo. 10, con giáp tuổi dậu, dũng cảm vượt khó. Năm 2024, người tuổi dậu sẽ phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có nhiều cơ hội mới nhưng cũng sẽ gặp phải một số thách thức. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi dậu cần đầu tư thận trọng, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Con giáp này cũng nên chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh những áp lực tài chính không đáng có. Về mối quan hệ, người tuổi dậu đã kết hôn cần chú ý đến việc giao tiếp để tránh mâu thuẫn với bạn đời. Tháng tốt âm lịch trong năm gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 10, nên tận dụng các tháng tốt để bắt đầu một việc gì đó. Tháng xấu âm lịch gồm tháng 1, tháng 2, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 có thể sẽ gặp phải những chuyện không thuận lợi vào cuối năm. 11. Con giáp tuổi Tuất làm đầu thắng đó. Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, những người sinh năm Tuất đặc biệt may mắn vào năm 2024. Trong sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ gặp được những người cao thượng giúp đỡ mình, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, vận may tài chính của người tuổi Tuất cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là về mặt đầu tư và người tuổi này sẽ đạt được những lợi ích bất ngờ. Sự nghiệp và sự giàu có của con giáp này sẽ tiếp tục phát triển đều đặn, nhưng cần phải tiếp tục nỗ lực và tập trung. Về mối quan hệ, người tuổi tuất độc thân có cơ hội gặp được người mình thích và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Đồng thời, con giáp này cũng nên chú ý đến gia đình, sức khỏe, thể chất và duy trì cuộc sống cân bằng. Tháng tốt âm lịch gồm các tháng 2, 4, 6 và 10. Tháng xấu âm lịch gồm các tháng 7, 9, 11 và 12 cuối cùng là con giáp tuổi hợi, cơ hội và thách thức cùng tồn tại. Theo tử vi, năm 2024, những người sinh năm hợi sẽ phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có nhiều cơ hội mới nhưng cũng sẽ gặp phải một số thách thức. Về mặt may mắn tài chính, người tuổi hợi cần đầu tư thận trọng, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Về mối quan hệ, người tuổi hợi đã kết hôn cần chú ý đến việc giao tiếp để tránh mâu thuẫn với bạn đời. Đồng thời, con giáp này cũng nên chú ý duy trì thái độ khiêm tốn, biết ơn và sống hòa thuận với người khác. Tháng tốt âm lịch gồm các tháng 6, 8 và 10, tháng xấu âm lịch gồm các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 và 12. Năm 2024 đã đến, vận mệnh của 12 con giáp sẽ thay đổi đáng kể mỗi người sẽ phải đối mặt với những cơ hội và thách thức khác nhau chỉ khi hiểu rõ vận mệnh của chính mình bạn mới có thể đương đầu tốt hơn với những thay đổi trong năm nay dù vậy những thông tin chúng tôi đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo còn thành công hay không sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó phần lớn là nỗ lực của bản thân mỗi người Tới đây, thời lượng chương trình của chúng tôi đã hết. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.